Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay là hôm trước đó là mình đã giới thiệu cho các bạn một cái công cụ để các bạn có thể check được cái xem cái CPU của các bạn còn tốt hay không. Và ngày hôm nay là mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái công cụ thứ hai. Cái công cụ, cái phần mềm này có thể check cho các bạn biết là nhiều về cái nhiệt độ và cái tuổi thọ của cái ổ cứng trên máy tính của các bạn. Như các bạn đã biết á, cái ổ cứng chiếm một cái vai trò quan trọng trong cái máy tính của chúng ta, là nó là cái hệ điều hành để nó chạy Windows, và nó đóng một cái vai trò quan trọng, đó là nó sao chép, nó sao các bạn làm cái gì á, nó đều phải đọc ghi và nó truy xuất dữ liệu trên cái ổ cứng hết. Và nó còn liên quan tới cái khởi động máy tính nhanh hay chậm là nó phụ thuộc vào cái ổ cứng, và nó truy xuất dữ liệu cũng trên ổ cứng, và cái ổ cứng nó có an toàn, nó có bảo mật an toàn hay không, nó cũng liên quan đến tới cái ổ cứng đó. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần mềm. Phần mềm này nó miễn phí hoàn toàn nha các bạn. Nó rất là nhẹ mà nó có thể giúp cho các bạn kiểm tra được cái tuổi thọ của cái ổ cứng của bạn, là các bạn biết là cái ổ cứng của chúng ta còn bao nhiêu phần trăm, tuổi thọ còn bao nhiêu, và khi nào thì mình cần nên thay ổ cứng. Nếu như mình không có kiểm tra đó thì tới một ngày tự nhiên cái máy nó lăn đùng ra, nó chết ổ cứng, là các bạn sẽ mất hết dữ liệu, các bạn phải thay ổ cứng mới. Mình kiểm tra để mình biết, để mình sao chép dữ liệu trước khi mình nếu ổ cứng có hư mình thay. Và cái công cụ đó nó có tên là Ritual. Cái công cụ mình giới thiệu cho các bạn nó tên là Ritual Deep Info. Thì đây là cái trang chủ của nó, các bạn chỉ cần đánh cái chữ Ritual Deep Info thì vào, và cái trang chủ nó nằm ngay trên đầu luôn. Ở trong đây á, là các bạn sẽ thấy 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái mục tải này. Thì cái nào xài cũng được hết, tại vì cái này là bản cơ bản, tức là cái tham của nó đó là cơ bản. Còn cái này là người ta mét mấy cái hình của cái nhân vật Nhật, phim anime bên Nhật Bản vào để người ta làm sống động cho cái phần mềm của người ta hơn thôi. Thì mình sẽ chọn một cái bất kỳ mình tải về. Đây, mình bấm vào và nó tự tải về luôn nè các bạn. Cái này nó tương đối là nhẹ các bạn ha. Nó nhẹ nhẹ cực kỳ luôn, một xíu nữa mình cài lên máy rồi mình sẽ show cho các bạn xem là nó tầm khoảng, nó chừng có trăm mấy hay trăm mê hả. Bạn đợi nó báo là còn khoảng 2 phút nữa. Tại vì cái lab mình mua là 9 năm. Hồi lúc trước là nó chạy cái ổ HDD của Weston. Mình xài tới năm thứ 5 á, cái nó răng đùng và nó chết ổ cứng, và mình chưa có kịp sao lưu gì hết là nó chết ổ cứng rồi. Lúc đó mình mất hết chữ dữ liệu luôn, thành ra từ khi thay cái ổ cứng mới á, thay ổ cứng mới được 3 năm rồi. Thì cái công cụ này là một trong những công cụ không thể thiếu trên máy tính của mình. Cái ổ SSD mình đợt sau này mình thay lại ổ SSD là của Rusinal Nhật. Rusinal là giá 890 mà 250 GB. Còn ổ HDD thì nó dung lượng nó cao hơn, nhưng mà tốc độ đọc ghi của nó là ổ ổ từ, tốc độ đọc ghi nó chậm lắm. Nếu như các bạn có điều kiện, mà các bạn nào mà chuyên về game á, thì tốt nhất các bạn nên sử dụng hai ổ, một ổ SSD để chạy win và chạy cái một số tác vụ quan trọng, còn cái ổ nào game sao chép dữ liệu nữa, thì mình gắn thêm cái ổ HDD nữa.
Cái file cài này nó chỉ có 176 MB thôi các bạn. Mình chọn mầm bấm ra nó rất là dễ cài luôn, các bạn chỉ nét nét và nét thôi, rồi bấm nhìn to rồi xong. Rồi bấm phím nhịp. Đặc điểm của cái phần mềm này đó là mỗi lần mà các bạn khởi động đó thì nó tầm khoảng 40 giây, tại vì nó chép cái ổ cứng rồi nó báo số lần đặt đi trên ổ cứng. Nói chung là cái gì mà chép về CPU và chép về ổ cứng là nó cần phải có một cái thời gian nhất định để cho nó khởi động cái phần mềm lên, chứ không phải bấm cái kịch tình lên liền. Rồi ổ cứng lên rồi nè các bạn. Rồi như các bạn thấy cái ổ cứng của mình là mình thay là cách đây 2,5 năm, gần 3 năm rồi, thì ở đây nó báo với mình là good, là còn 88%. Rồi cái ổ này ổ SSD thì nói chung là cái ổ này mình có thể sử dụng khoảng 5 năm nữa là vẫn là mình mới thay ổ mới. Nói chung thì để độ bền thì SSD nó sẽ bền HDD, nhưng mà cái dây nhưng mà SSD mà dung lượng cao đó thì cái giá nó không phải là rẻ. Đây là cái nhiệt độ của nó 38% nè các bạn ha. Còn đây là tổng tổng số đọc ghi của nó nè, 13.103 GB total hard drive. Các bạn nghe cái tiếng đó đó, cái tiếng đó là khi mà các bạn sử dụng cái máy mà nó liên tục mà nhiệt độ nó nóng mà nó không có ổn thì nó sẽ báo cái tiếng tính tính đó. À, mình hướng dẫn cho các bạn luôn là các bạn sẽ cái này nó có hỗ trợ cho các bạn ngôn ngữ là tiếng Việt, rất là hay các bạn. Bạn chọn vào phần language nè, bạn chọn O đến Z, rồi bạn kéo xuống chọn Việt Nam. Ở bên phần chức năng các bạn sẽ chọn là khởi động cùng Windows, là khi mà các bạn mở Windows mở máy lên thì nó sẽ khởi động. Còn cái chức năng Resident này có nghĩa là nó sẽ đưa cái đo nhiệt độ ổ cứng này xuống xuống cái thanh tách ba. Cái mỗi lần mình các bạn muốn xài á, các bạn chỉ bấm về 2 cái là nó lên thôi. Rồi như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn và hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần mềm mà check tuổi thọ và nhiệt độ của ổ cứng, nó tên là Virtual Disk Info. Và đặc biệt của cái phần mềm này đó là nó sử dụng lên rất là nhiều hệ điều hành từ Linux, Mac OS cho tới Windows, nên các bạn có thể an tâm cài đặt và sử dụng ha. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video clip của mình. Nếu các bạn thấy cái video hay ấy, thì cho mình một cái subscribe, một like, với các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment ở bên dưới, mình sẽ xem và có gì thì mình sẽ làm clip mình hỗ trợ cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.